chào các bạn. Bây giờ buổi trưa chúng ta ngủ một giấc đã đời. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống đây để chúng ta đi cái gì bà Linh? Liberty đi. Hả? Đi, nữ tiên tự tường, nữ thần tự do. Ôi, đám phát hiện ở đây có một chiếc xích lô. Lô này chắc ở bên xích lô này lạ quá à. Nó khác xích lô mình ha. Nó chiếc xe đạp nó kéo theo cái ấy. Nhưng mà nó có cái đồ chạy xe mới với bộ xe hiện đại. Nhưng mà tôi nghĩ điện á chứ không phải là xe đạp luôn nha. Để tôi coi coi. Ô đạp ơi. Mướn đi hả? Bà Linh mới kêu mướn cái này đi các bạn. Mình mới ra khách sạn của mình nè. Ra coi có lạnh không chứ chị Khanh với lại Kitty với hai đì đang ở trong cửa để đợi xe Uber tới. Trời thì nó đã nắng. Chụp hình hả? Bà Linh bà cho Owen kêu tắm chụp hình nè. Các bạn. Bả máu nghề nghiệp bả nổi lên bả kia hình như tới rồi kìa. Hả? Đó, nãy giờ em quay chiếc xích lô đó. Ê, mình mướn được không? Được chứ, em nói bạn là mướn. Mướn đi em chở chị đi. Xe đúng hai đứa dằn bọt cạn. Không có người lái gì được. Đúng rồi, người lái chứ tao. Hai người chiếc. Người nằm xe thì nhỏ ba người. Vui ha. Ừ, đó đi. Cứ... Lạ hả? Bà thơ về già. Đó là đó. Tao thấy tao đầu tiên thôi là thơ. Chị cao to không dám. Mày thấy ngày qua lúc trời lạnh quá tao đi. À. Qua trời lạnh quá. Ồ, tội bả quá rồi biết đi có một mình vậy. Ra kìa. Ở chung quanh đây là đồ ăn rất là nhiều. Phải mua cái chai đó mới đúng á. Em mới xuất hiện rồi. Thôi nó thiệt. Các bạn qua đây á, trời lạnh quá, môi nào cũng khô chứ. Có phải báo không? Mà đờ nó kìa. Lên. Thank you.
phải để cái tựa là bàn tám đá trong quần. Chị đang tập trung quay mà. Trời ơi, cành cây khô không bà thơ. Nè, đây nè. Đẹp ha. Where are you guys from? California. Okay, wow, nice, nice. Thank you. Oh yeah, go. Have a good day. You too. Yeah, for me, I'm going. Bạn không có lạnh lắm. Đi. Chị kìa. Em biết gì không? Tao quên của mày uống thuốc. Người ta ăn kìa. Ta ăn đồ ăn, ta xếp hàng, ta mua đồ ăn, ta ăn. Thiệt nha, tao đang thèm hot dog. Thèm thì ăn đi. Thôi, đi ra đây. Hả? Thôi đi. Mua hết. Tao muốn mua cái nón màu vàng kìa. Ôi mình đổi có cái trộm ở trên kìa. Bây giờ là mình đi ra cái tàu để mà đi ra bên ngoài
coi cái chỗ mà nữ tần tự do. Nếu mà những nếu mà mình không đi ra ngoài đó cũng được, ở trong này mình đứng chụp hình cũng được thôi phải không? Ừ. Rồi mình đi ra đó thì mình coi gần hơn. Gần hơn. Hồi nãy chị có áo phao không chị Khanh? Không biết, có bao giờ chị đi đâu. Mình làm gì tao đi. Cái gì mà bị cười. Mình làm gì. Em sợ đi tàu. Tiếu hả? Phải đi. Lên mà sợ nước lắm. Chị hồi nãy chị còn đi ra ngoài nước. Chị nãy chị còn quên kêu lên uống thuốc xài sống nữa nha. Ờ, đi đó mày uống đi. Mà cái tàu lớn này chắc không đến nổi mà Linh sợ, Linh cứ uống. Em thấy người ta đi tàu rồi. Nhấp nhô. Cái gì lẻ? Chạy. Ê, lẻ lên. Thích cha nhưng mà bà Linh mới chạy không nổi đâu. Nhấp nhô bự lắm thôi. Đâu có chờ mình đâu. Thông cảm nha, vừa chạy vừa quay nên hơi run. Chạy nữa hả? Chạy đến đây. Chạy nữa kìa. Tập thể dục luôn. Lên đẹp quá lên. Mình kêu nó đợi tao coi kìa. Chạy lẹ lên kìa. Chắc kịp á, tao đang chạy. Quá có thôi. Chứ chạy nó kêu rồi tụi bay ơi. Nó thấy mình chạy chắc nó không bỏ mình đâu. Nó kêu mình kìa. Còn nhiều người đang đi lắm. Chắc không sao đâu. Trời xa ghê. À phải bị bọc vòng xuống đó rồi bây giờ. Chứ bọc lên đây. Nó phải đợi. Còn nhiều người đang đi bộ. Sao vậy? Trời ơi, em mệt quá. Chị cứ nhảy nữa. Sáng đi tập thể dục. Linh nó thở kìa. Đó, mình phải đi tới đây rồi mình đi vòng xuống dưới kia, mình bọc vòng lên đây rồi mình đi bọc xuống dưới kia mới lên mình tàu nha. Đó kia nữ thần tự do đây nè, nữ thần tự do đằng kia kìa. Cái chuyện gì á, chút là chuyện nữa. Đây đâu có lạnh đâu, sợ lên tàu á lạnh á. Ừ, ra ngoài lạnh đó Linh ơi. Linh ơi. Bây giờ chụp cục cục. Ôi, sao xa vậy, múc chỉ kia luôn. Chỗ này chỗ bán vé nè. Nhưng mà tại vì cái ti mua vé rồi cho nên là mình chạy vô luôn. Ủa xa múc chỉ kia bọc lên luôn chị Khanh ơi. Tụi nó đi trước rồi kìa. Tụi nó đi sớm, thấy tụi nó đi ngược lại kìa, tụi nó đứng kia kìa. Còn bà Linh nữa.
còn một người nữa. Lại lên ơi, lên lên lên. Make sure you have legs. Đeo khẩu trang. Good job everybody. Chết cha mà Linh mới mệt tim mà kìa. Mình đi một vòng ở trên để mới đi xuống dưới được. À. Ai biết đâu con có kinh nghiệm đâu. Mình đã chạy thành công. Nhưng mà nóng quá. Có đồng hồ kìa. Chị Tê hỏi người ta có áo phao không? Chị Tê cái đó có 5 phút rồi không ra live. Mà Linh sao chìm. Mắt cơm chìm hôm nay quay tích rồi. Lỗi nữa. Con thăm cái tiếng cái lỗ của hồi nãy mắc cười lắm Christy. Người ta rao hàng bán trái cây. Em cũng đâu có dám đứng lại mua đâu. Không phải rồi á. Tao tưởng đâu cái tàu nó kêu. Tao biểu người ta kêu kìa chạy chưa lẹ. Chết cha tàu nó đi rồi. Rồi xong. Chết cha. Mình mới đợi chuyến sau. Trời ơi người ta cũng đang xếp té. Mình mới đi chuyến sau mà. Nghĩa là 2 chuyến rồi. Trời ơi tàu trên. Tàu kia của mình là màu vàng. Đi dễ là có gì. Nghĩa là we make it, but we couldn't make it. Yeah, to this one. Đi vô đây đợi rồi. Hai chuyến. What's up here? Border mask up over there. Trời ơi, phải xét mà. Sợ lên tàu đặt mìn sao? Dĩ nhiên là chị. Ồ, chắc chắn rồi, có rồi. Vừa mới con qua security nè. Bây giờ đi lên. Bây giờ mình đi. Bây giờ mình đã trễ chuyến đó rồi, nhưng mà không phải là trễ, nhưng mà nghĩa là mỗi bao nhiêu tiếng nó có một chuyến không. Nhưng mà cho dù mình nếu mà muốn đi chuyến nãy đó mình phải tới sớm hơn thì mình đi qua mình cũng có check giống như là theo thơ đi máy bay vậy thôi. Ở đây nó bắt nhưng mà chắc là nó phải có một chiếc tàu nữa chứ. Có chứ. 3 giờ có. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ mình miss chuyến 2 giờ rồi, đúng không? Bây giờ là mấy giờ rồi? 3 giờ rồi. Coi giờ mấy giờ? 1 giờ mấy à? Vậy là mình đi kịp chuyến. Vui rồi các bạn, sáng sớm chạy 3 thử. Hít thở. Bữa nay trời nắng đẹp. Đó, bây giờ mình đi bộ. Bây giờ mình từ từ rồi. Ra tàu, bỏ hết chiếc tàu như đậu đó kìa. Đúng rồi, đó đợi mình lên đó. Có người ta mới xuống thì có người ta mới xuống chiếc tàu kìa. Đó đợi mình đi lên. Chỗ mà chụp hình cơ. Làm chạy thấy bà nội. Linh có tắt thở. Lần đầu tiên cho Linh chạy Linh tắt thở. Mà trong mấy ngày qua đây giật mới cảm thấy nóng á. Tại vì mình mới chạy thôi. Nó chắc cái tàu này ra là mình vô đó. Ừ. Tàu kia đứng ở trên cái nắp luôn. Còn tàu này. Ồ, hình như vậy là không phải rồi, cái tàu này không phải đâu. Tại cái tàu hồi đó mình đi là đứng trên cái nắp á. Tàu chứ để chụp hình với lại tượng nữ thần á. Tại không chịu vô đây. Mình đi để. Oh, you need it. Sugar. Lớn mà ăn kẹo. Cần sugar. Ăn không? Cần á. Ô rô thôi, nó này là gì? Con rô à? Con rái no. Không phải cái tay. Cái này cái tay nè, thấy không? Cái tay.
của người hả? Cái tay kìa. À, một người đang ôm cái gì á. Không phải đâu, ông với ông không biết vẽ, ông vẽ tầm bậy tầm bạ. Đáng chi cho nó mệt. Không biết gì đâu. Tưởng tượng thử nghĩ thằng tự do đó bà. À ha, không phải, tôi biết rồi, người ta vẽ từng khúc từng khúc. Ừ, từng khúc nè, cái này là cái đầu nè. Đó, còn cái kia cũng giống. Cái bà này đó, bà rau bán trái cây mà chị tưởng nó biết là hôm khi mình chạy còn chạy quá trời luôn. Thôi trả lẽ đi, người ta kiếm thôi. Đang xếp hàng lên tàu. Cái tay này là cái tay của tượng nữ thần tự do. Cái tay bên trái, cái tay mà không phải cầm cái này nè. Cái tay này cầm cuốn sách nè, thấy không? Ừ, đúng rồi. Bà Tám giỏi. Hay quá. $24. Cái gì? $24 rồi hả? Mấy thế đẹp chắc 24.5. Rồi chúng ta đã lên tàu. Đây đó, mình lên trên, mình ngồi hàng ghế trên kìa. Lên đăng khách rồi không? Cái này phải o, cái o mình nó mới ngon. Khanh ăn không? Ngồi kiếm mấy ghế, hai hàng ghế. Ờ, một hàng. Ngồi đây em ơi. Ờ, ngồi đó đi. Cái này được ngồi không? Được, được, được. Ghê quá các bạn ơi. Một con gấu quá cực. Một con gấu. Một con gấu. Và tới đây ai cũng thành gấu. Đây. Rồi, một phái đoàn. Đây. Xin chào. Xin chào. Người kế bên em là Christy, kế tới là Heidi. Chúng ta đang trên đường đi đâu? Đi tàu. Nữ thần tự do. Đi ra nữ thần tự em do. Em đi gặp nữ thần tự do. Em đi gặp nữ thần tự do. Lần đầu tiên em đi khám phá. Đúng rồi, chính xác vậy. Nên là lần đầu tiên chị Khanh cũng đi luôn. Là đi rồi hả? Tôi đi rồi. Nếu mà Thơ Thơ hỏi về những chuyện khác. Attention please, ladies and gentlemen. Welcome aboard Miss Freedom. Người đã nói giống như lên máy bay, đã nói những cái điều lợi cho mình. Đây là lịch sử nữ thần tự do. Đây là lịch sử của nữ thần tự do. Find your car. Tên đầy đủ nữ thần tự do soi sáng thế giới. Đường nữ thần tự do tiếng Anh tên là Statue of Liberty. Tên đầy đủ là nữ thần tự do soi sáng thế giới. Tiếng Anh là Liberty Enlightening the World. Tiếng Pháp là La Brite Enclarate Le Monde, là một tác phẩm điêu khắc bằng đồng theo phong cách tân cổ điển với kích thước lớn, đặt trên đảo Liberty tại cảng New York thuộc thành phố New York, Hoa Kỳ. Tác phẩm này do kiến trúc sư người Pháp Frederic Auguste Bartholdi thiết kế. Khung kim loại của nó được chế tạo bởi Gustave Eiffel hả? Và được khánh thành vào ngày 28 tháng 10 năm 1886. Đây là tặng vật của nhân dân Pháp gửi nước Mỹ. Wow, 1886 nha các bạn. Đó, trả lời câu hỏi của Thơ. Được khánh thành đó nha chị. 1800. Nói gì lâu rồi ha. 1800 mấy. Đã bao nhiêu lâu rồi ta? 1886. Nhưng mà nó được phục hồi lại năm 1934. Mà 38 1984 tới 1986. 2011 tới 2012 là phục hồi lại, nghĩa là nó bị cái gì đó xong mình phục hồi lại, nghĩa là bị hư hay là bị hư cái gì đó. Cảm ơn. Nó tới 305 feet 1 inches, 93 mét, 93 thước, 46 mét, 96. Chiều cao của tượng á, đồng này á, là từ cái ngọn đúc á
đến cái ngọn đúc á là 46 mét. Từ mặt là ngọn gì? Ngọn đúc. À, ngọn đúc. Từ mặt đất á, mặt đất đến cái ngọn đúc luôn là 93 mét. Dễ sợ không? Là cái tượng không thôi là 146. Quá cao luôn. Từ năm 2009 tới nay là được 3,2 triệu người đi tham quan. Nghĩa là mọi người tới đây hầu hết ai cũng đi tới thăm tử thần. Cái ngày mà nhận được danh hiệu này á, là năm 1984. 924 chứ. Ngày nhận danh hiệu là nào, ý này phải không? Ngày nhận danh hiệu 1984. À 1984. 1984 ok. Đi vô được cái di sản của thế giới á, UNESCO á, là 1984, mà tượng đài nhận danh hiệu của bên Mỹ này là 1924. Còn vô sổ bộ địa danh lịch sử của quốc gia Hoa Kỳ luôn á là ngày 14 tháng 9 năm 2017 là ngày được nhận danh hiệu. Em được nhận danh hiệu ngày 5 tháng 11 năm 1983. Danh hiệu gì? Nguyễn Khánh Yên Christie. Trời ơi. Nguyễn Khánh Yên. What? It's my danh hiệu. Nguyễn Khánh Yên Christie. Mà ý nghĩa của cái nữ thần tự do này là người ta làm ra để làm đúc soi sáng thế giới. Còn đèn soi sáng thế giới chị? Có nghĩa rằng là không gì mà cái nơi bằng cái sự tự do. Miền đất này miền đất tự do. So I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic of the States, one nation under God. Good job. Do you know that guy? Indivisible with liberty and justice. Bắt đầu nhỏ neo nè các bạn. Đi theo nhóm bà Tám nha. Cùng đi với nhóm bà Tám nha. Chúng ta từ từ rời xa đất liền.
ba lô nha, bỏ ba lô. Mình xuống đây mình đi tham quan vòng ở ở ngoài đảo này có gì nha mọi người. Trời khăn nhỉ. Sợ thôi đi lạc. Chị có đi muốn đi lên trên cái bà đó coi không? Thôi. Lên kìa. Đó, con lên cái tay luôn đứng luôn đó. Ai cho? Kìa, người ta đang đi kìa. Có người đi kìa. Trời, lên cái tay. Thôi thôi, trời, có ai mà lên. Dưới chân bả thôi. Ừ, dưới chân thôi, đi nếu cho đi thì mình đi. Chị nói không? Mệt lắm á, thở đó. Không chị đi đi. Thôi, từ từ đi. Em chắc không lên nổi. Em dưới em chụp hình. Chưa ra khỏi chỗ này. Cái này nó gọi là National Park Service. Sao chữ nhiều cũng vậy, chữ nhiều mà mất gì đọc có mấy chữ à. Đọc mấy chính thương chứ đọc thơ thơ. Ờ, chỉ đọc đại diện chữ không à. Đọc đại diện. Statue of Liberty National Monument, United States Department of the Interior National Park Service. Chị bà chị Khánh, em thấy bà thơ bà đọc nhiều chữ mà sao chị đọc có mấy chữ vậy? Đọc 3 chữ chính thôi đủ. Chạy mệt quá đọc hết nổi rồi các bạn ơi. That's the audio tour. 51. Cái người này mình nghe. Mình đi trước đi. Đi ra chụp hình trước. Đưa vô mua cho mọi đứa cái nón giống chị đó thơ. Đi vô. Trời ơi. Nó dễ thương cái nón đó, dễ thương hả? Đi. Thôi đừng có mua em. Đi vô đổi chứ. Phí. Rẻ mắc lắm mà. À, mua tượng nữ thần nè. Mua cái tượng nữ thần nè. Bao nhiêu? Bao nhiêu cái này ạ? Hồi đó em cũng thích sưu tầm lưu niệm lắm nha. 19 à, 19 đồng, 95. Còn cái đó là 32 đồng. Không phải. Cái đó 100 mấy à, không chị Khanh nên mua chứng trên mấy cái tủ. Còn tôi thích mấy cái nhỏ nhỏ. Chị muốn nè. Chị có đó ta đồng rưỡi cái. Mua nón thôi nha. Nó chỉ là miếng mút thôi. Đây là cao su miếng mút gì đó. Cái này là nhiêu cái bự này nha. Cái bự chắc mấy trăm. Ơ 85 đồng. Không không. No gì bao nhiêu đồng. Cái này 29 đồng nè. Cái này 19 đồng. Cái này 32 đồng 95. Cái này 27 đồng. Xíu nữa mình lấy nha. Ờ đi mình đi chụp hình xíu. Cái này 29 đồng 95. Đi vô coi. Muốn một cái đó đỏ thì 3 đồng rưỡi. Miếng mút thôi à nha. Mình có cái dĩa không? Có chứ. Lấy muối. Dĩa nhiên. Chứ đổi muối mút không. Mấy đồng? Cái hồng này được nè. Ừ, cái đồng dễ thương á. 18 đồng, 20. 19 đồng. Bình thường thôi. Không rồi, cái đó là. Ô đẹp á, được á, ok ai thấy kịp. Mỗi đứa lấy hết đi, đủ 5 cái. Rồi lấy luôn, mấy đồng. Nó đặt màu hồng quái mà. Nhưng mà đi cúp mà. Real man with him. Ê, vậy mình đổi luôn hả Phật mình. Tôi phải trả tiền chứ. Trả tiền chứ. Ra ngoài hẳn đổi đây, nó tưởng mình. Đi này chỗ. Ủa
chị gì nữa, mình trả tiền thì ta lấy cái tượng đó, trả tiền. Lấy luôn. Lấy luôn. Không không không, tượng chứ quay lại mua chứ, chị đi vòng vòng chị cầm mỗi tay. Để nó ra đằng trước hả? Không. Rồi, anh đi. Sai rồi, bét rồi. Sai bét bẹt bẹt. Sai bét rồi. Thôi sao quá hả, cái gì kỳ vậy? Giống bà khùng. Thôi mua đâu trả rồi. Thôi trả đi hả? Không, cái hồi nãy chứ. Thôi sao cởi đậu đi kỳ vậy? Cái màu xanh kia mấy chị thương kìa. Đó không thấy. Chị qua đây coi nè, cái nhỏ nó đeo đuổi á. Đó. Cái đó đó. Nhiêu tiền? Coi như gần 300 đô. 300 đô hả? Ừ. Rồi, nó hầm nó từ từ chứ, từ từ chứ. Ừ. Ừ. Vậy mà người ta nói ở New York lạnh ơi là lạnh. Ở Washington DC lạnh hơn Washington nữa. Nó làm sợ quá trời, mặc đồ quá vậy. Nhiều luôn, mấy lớp luôn. Ai ngờ nó nóng. Đẹp quá trời. Được không? Công nhận màu hồng đẹp. Người ta đội cái đất nó dựng lên luôn. Đúng không? Mà mình đội nó không có dựng. Tại chỉ không biết đội. Không, tại vì mình chưa đội đúng. Mình đội ở dưới cái đầu mình luôn. Đẹp cái đồ. Quá đẹp á. Thôi được rồi. Rồi. Đây là bờ sông nè. Ủa. Cái này để đây sợ lắm ra gió. Đó. Thường kiểu mới luôn, kiểu khác luôn. Kitty, mình mà ở đây mà kiểu hoàng hôn á ha, buổi chiều á ha, là đẹp lắm á. Mình ở đây đến chiều á. Cái gì vậy? Tao biết sao chứ. 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 Cái tây ha ha, mình ở đến chiều ha, hoàng hôn là đẹp lắm á ha, mà không có lâm tàn đúng là bia tao nó đang trống kìa, không hiểu trời. Thơ nhìn như vậy chứ đi xa lắm á. Mình đã đặt chân đến đây ha. Cái tây đến đây bao giờ chưa? Lần đầu tiên em đến đây. Lần đầu tiên chị đã đặt khanh tới đây luôn á các bạn. Ủa? Cái tiên cũng lần đầu tiên ra đây luôn hả? Mình đã đặt chân đến tượng nữ thần tự do. Vậy là có một mình em. Vậy là có một mình em ra đây rồi. Nhưng mà phải nói là cái chuyến đi đó không bằng chuyến đi này đúng không? Đúng rồi. Hồi đó còn ngố. Chuyến đi đó nhìn bà này không biết là bài nào. Hồi đó đi mà không có hình, không có video gì đó. Đúng vậy. Ờ. Không có đâu biết đâu, không biết quay đâu. Nó mà quyết quay từ đó là giờ trong thành chơi mình đang rất là tỷ phú rồi. Chuyến này là thỏa mãn dục vọng đê hèn, đi qua Nhà Trắng là đến New York. Đây nè, cái nón này là cái nón nãy chị nói mình mua á. Bà Thơ hết cành khô xong đứng đây chụp cành khô đi. Cái mùa này là cành khô. Ê, ăn ở đây hả? Đi về bển ăn luôn hả? Ok, ăn đỡ xong. Có đói không? Không. Hoặc tìm Thái Lan đi. Ừ. Ừ. Ăn đồ ăn Thái hoặc là ăn đồ ăn Việt Nam đi. Ăn không? Ừ. Không. Linh.
liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.